Bây giờ thực nghiệm khoa học phải chứng minh mặt trái của nó. Dán lên lọ chữ viết với nội dung xấu, đây là ý niệm bất thiện. Kết quả sẽ thế nào? Đây là mẫu nước kết tinh sau khi dán lên nội dung đồ khốn. Đây là nước kết tinh với nội dung hãy làm cho ta. Đây là nội dung hận chết đi được. Nước kết tinh của giết chết người. Mọi người sẽ phát hiện ngay một vấn đề. Kỳ thực, nước chính là tấm gương soi rọi tâm con người. Tâm của bạn là gì, nước sẽ là thế ấy. Cho nên nếu có người nào đó hỏi bạn, tâm của bạn là tâm gì, bạn có thấy qua không? Bạn có thể nói với người đó rằng, tôi đã thấy qua. Tôi có một trái tim yêu thương con người, tâm của tôi là như thế. Con người có thể suy nghĩ mà biết được. Nội tâm của một người luôn luôn duy trì dưới trạng thái này. Người như vậy nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu, nhất định sẽ hạnh phúc tốt đẹp. Ngược lại, nếu bạn có một trái tim oán hận, tà ác, tâm tự tư tự lợi, nghĩa là tâm bạn luôn luôn như thế. Có thể hiểu rằng, luôn luôn duy trì dưới trạng thái này, người như vậy làm sao có thể khỏe mạnh sống lâu được, làm sao hạnh phúc tốt đẹp được. Đây chính là điều mà ngày nay rất nhiều người có nhiều tiền, có quyền lực, có danh lợi, nhưng cuộc sống lại đau khổ vô cùng, tìm không ra nguyên nhân nguồn cội của hạnh phúc vì tâm của họ đã có vấn đề, đánh mất đi tiêu chuẩn đo lường thiện ác, làm rất nhiều điều tà ác, thân tâm đã bị biến dạng đến đỉnh điểm, đau khổ đến chết được, nhưng vẫn không biết tại sao. Nhà khoa học nói cho chúng ta biết, trên thân con người, trên 70% là nước. Nước kết tinh trên thân bạn thường xuyên nằm trong trạng thái biến dạng thế này, trạng thái kinh tởm. Thân thể bạn có thể chịu đựng sao? Bạn không thấy khó chịu, không đau bệnh mới là chuyện lạ. Tao ghét mày. Tao ghét mày. Lượng nước và máu huyết trong cơ thể đã toàn bộ biến dạng. Nó khiến cô nghi hoặc, đúng không? Nếu tâm niệm chúng ta có thể khiến cho nước sản sinh sự biến hóa, hãy tưởng tượng xem, tâm niệm chúng ta sẽ tạo nên sự phá hoại lớn như thế nào đối với cơ thể mình. Oán hận, đố kỵ, nông nổi, ganh đua, ý niệm cự ác, tế bào biến dạng, phá hoại máu huyết, gia tăng bệnh biến. Cho nên mỗi ngày hãy xem dáng vẻ của chúng ta thì sẽ biết được vận mệnh của con người. Hung kiếp phước họa của con người hoàn toàn đều do tâm của chính mình quyết định. Mệnh do tâm tạo, phúc tự mình cầu. Đây quả là chân lý thiên cổ bất biến. Mệnh do tâm tạo, phúc tự mình cầu. Tự làm tự chịu, chớ trách mệnh vận, đừng trách người khác. Ác tâm hại người, trước tiên hại mình. Máu huyết nước mạch, tất cả biến dạng, lâu ngày bệnh biến.